phụ nữ, đàn ông. Người con gái thông minh và có một tâm hồn đẹp, nhưng ngoại hình bình thường, giống như mỏ kim cương mà Thượng Đế đã khéo léo ngụy trang. Lời đẹp, quà thơm, tình chân thực, hỏi mấy anh hùng, dạ chẳng lay. Người con gái thông minh và xinh đẹp, giống như mỏ vàng lộ thiên. Những bông hoa rực rỡ thường không kết trái, còn những bông hoa đơn sắc lại dễ cho ta trái ngọt. Những người con gái nết na, thông minh và xinh đẹp là phần thưởng của Thượng Đế dành cho những cậu con trai yêu quý của mình. Phụ nữ thường làm xấu bản thân mình bằng việc làm đẹp không đúng cách. Phụ nữ muốn được hạnh phúc và an nhàn thì không cần học vấn quá cao mà nên dành nhiều thời gian trau dồi đạo đức, tư cách, kỹ năng sống và nữ công gia chánh. Học cách ứng xử, giao tiếp, lễ nghĩa, làm giàu nữ tính, làm đẹp ngoại hình và tâm hồn. Người đàn ông giàu tài năng và ý chí như một cây sâm càng đến tuổi càng quý. Người đàn ông hãy là một con thuyền lớn, đừng như một đám bèo trôi dạt trên sông.